Đã 15 năm trôi qua kể từ cuộc khủng hoảng 2008, chúng ta một lần nữa lại nghe tới cụm từ Too Big to Fail, quá lớn để có thể thất bại. Silicon Valley Bank đã ra đời và tồn tại được tròn 40 năm, là ngân hàng đầu tiên dành cho các công ty khởi nghiệp. Tuy nhiên, ngân hàng này đã sụp đổ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, trở thành vụ phá sản ngân hàng lớn nhất kể từ khủng hoảng 2008. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Liệu đây có phải là quân domino đầu tiên, là một cánh chim báo bão cho thảm họa sắp tới hay không? Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto, mình là Kiều Anh. Ngân hàng SVB được ra đời từ một ván bài poker giữa hai nhà sáng lập, đó là Bill Bickerstaff và Robert Mathers. Phong cách của ngân hàng này được coi là khá rủi ro ở thời điểm đó, đó là cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty khởi nghiệp công nghệ tại thung lũng Silicon. Rõ ràng thì đây là một thị trường không được các ngân hàng khác coi trọng vào lúc bấy giờ. Vụ đánh cược này đã được đền đáp khi mà thị trường công nghệ bùng nổ trong những năm qua và SVB trở thành ngân hàng khởi nghiệp. Tuy nhiên thì giống như một ván bài poker, nếu bạn không đặt cược đúng cách thì bạn sẽ thua sấp mặt chỉ sau một vài ván bài, và đó là điều đã xảy ra với SVB. Những rắc rối của SVB lại bắt đầu vào thời điểm được cho là thuận lợi nhất, đó là khi lãi suất giảm mạnh chỉ còn 0,25% vào đại dịch. Khách hàng của ngân hàng này chủ yếu là các công ty khởi nghiệp đã làm ăn phát đạt trong bối cảnh dịch bệnh. Họ đã gửi rất nhiều tiền của mình vào SVB. Lúc này thì ngân hàng sẽ làm gì với số tiền rủng rỉnh đó đây? Câu trả lời là buôn tiền để lấy lời, hay nói cách khác là mang nguồn vốn huy động được giá rẻ cho đi vay ở nơi trả lãi cao hơn. Và trong trường hợp của SVB, ngân hàng này đã chọn một đối tượng cực kỳ đáng tin để cho vay tiền, đó chính là chính phủ Hoa Kỳ. Ngân hàng đã cho chính phủ vay dưới hình thức mua trái phiếu của chính phủ. Trái phiếu chính phủ là một hình thức được coi là có rủi ro gần như bằng không, khá là an toàn. Nhưng nó cũng có một điểm yếu chí mạng là một khi đã mua vào thì không được rút ra cho đến khi đáo hạn. SVB đã mua 100 tỷ đô trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ với kỳ hạn là 4 năm và khóa nó ở mức là 1,79% vào năm 2021. Số tiền này được gửi vào với lãi suất 0,25% từ các công ty công nghệ. Bằng cách khóa tiền trong vòng 3 cho đến 4 năm, SVB đã dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Fed sẽ tăng lãi suất rất chậm trong thời gian tới. Nhưng sự thật, suy đoán của họ đã sai và nước đi này không thể cứu vãn được. Thực tế là Fed đã tăng lãi suất nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của SVB. Chỉ từ tháng 3 năm 2022 đến nay, lãi suất đã tăng liên tiếp từ mức chỉ nhỉnh hơn 0% lên 4,5 cho tới 4,75%. Số trái phiếu ngân hàng mua trước đây bị giảm giá, tức là ngân hàng bị lỗ về mặt danh nghĩa. Lý do là vì khi lãi suất tăng, các trái phiếu mới phát hành sẽ mang lại lợi suất cao hơn cho các nhà đầu tư. Vì vậy, họ sẽ không mua trái phiếu cũ có lãi suất thấp nữa. Nếu SVB muốn bán số trái phiếu cũ đó thì phải chiết khấu, cắt lỗ thì mới có người mua. Đến đây, mặc dù khoản mua trái phiếu đang lỗ về mặt giấy tờ, nhưng SVB cũng chưa gặp rắc rối nếu như họ tiếp tục nắm giữ chúng cho đến khi đáo hạn. Thế nhưng ấy, đời đâu có như là mơ đâu. SVB bị lâm vào tình thế bắt buộc phải cắt lỗ đống trái phiếu kia để thu tiền mặt về và trả cho khách hàng. Bước sang năm 2023, không khó để bắt gặp thông tin công ty công nghệ đình đám nào đó cắt giảm hoặc là sa thải nhân sự. Thị trường công nghệ ảm đạm sau một thời gian dài rủng rỉnh tiền bạc. Lúc này thì họ tìm đến ngân hàng SVB để rút các khoản tiền gửi mà họ đã gửi gắm trước đây. Vấn đề là không chỉ có một công ty túng thiếu mà rất nhiều công ty tương tự đã đến ngân hàng để rút tiền về. Khốn nỗi là số tiền đó ngân hàng đã mang hết đi để mua trái phiếu, kỳ hạn là 4 năm và phải đến năm 2025 thì mới đáo hạn. Lúc này, SVB hoang mang tìm cách để xoay sở làm sao cho đủ tiền mặt để trả lại đây. Và họ quyết định sang nhượng 21 tỷ đô trái phiếu để cắt lỗ. Tổng cộng thì SVB đã lỗ đến 1,8 tỷ đô. Mọi chuyện có vẻ sẽ êm xuôi, nhưng mà tất cả những gì công chúng nhìn thấy là SVB nó đang thiếu tiền đấy, mất thanh khoản nên là mới phải cắt lỗ như vậy. Và việc tiếp theo mà đám đông sẽ làm đó là chạy thật nhanh đến ngân hàng để rút tiền.
Nếu như mùng 8 tháng 3 năm nay các chị em đang ngóng quà từ người yêu hay là chồng, thì bên kia bán cầu, SVB đã phải ngậm đắng nuốt cay thông báo rằng chúng tôi sẽ bán 1/3 số cổ phiếu để huy động 2,25 tỷ đô la và bù đắp khoản lỗ trái phiếu, đồng thời tiếp tục phục vụ cho việc rút tiền. Tin tức lan nhanh chóng và không ngoài dự đoán khi mà thị trường chứng khoán mở cửa trở lại vào ngày hôm sau, giá cổ phiếu của SVB đã giảm mạnh tới 60%. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm lúc này đã ra sức thúc giục các startup công nghệ hãy nhanh chóng đến rút tiền trước khi quá muộn. Trong đó thì có Peter Thiel, đồng sáng lập của PayPal. Hậu quả đã ập đến rất nhanh vào ngày 9 tháng 3. Các khách hàng của SVB đã rút đến 42 tỷ đô, đó là khoảng 1/4 tổng số tiền gửi tại ngân hàng. Đến cuối ngày 9 tháng 3 thì SVB thiếu hụt thanh khoản một cách trầm trọng, đó là gần 1 tỷ đô và phải đóng cửa. Nếu như bạn là người gửi tiền vào SVB, số tiền của bạn từ 250.000 đô trở xuống, bạn sẽ không phải lo lắng vì nếu ngân hàng phá sản, bạn sẽ được FDIC, công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang điền bù. Quy định này được tạo ra sau khi các ngân hàng trải qua cuộc đại suy thoái những năm 1920 nhằm khuyến khích mọi người tin tưởng trở lại vào hệ thống ngân hàng. Thế nhưng, tin xấu trong trường hợp này là chỉ có 2,7% khách hàng của SVB nằm trong diện được bảo hiểm FDIC 250.000 đô la. 97,3% còn lại tiền gửi đã vượt qua giới hạn này. Startup Incubator Combinator, một vườn ươm khởi nghiệp của Mỹ cho biết, trong số hơn 3.000 công ty nằm dưới sự bảo trợ của họ, nhiều công ty đã liên kết với ngân hàng SVB. Hơn 100 công ty không thể trả lương trong vòng 30 ngày tới. Họ nói rằng đây là một sự kiện cấp độ tuyệt chủng đối với các startup, khiến cho các startup này tiến hóa ngược về 10 năm trước. Khiếp, nghe kinh đấy. Như vậy, có hàng ngàn, thậm chí là hàng trăm ngàn nhân sự từ các công ty công nghệ có nguy cơ ra đường trong tháng này nếu như các công ty không xoay sở kịp về tiền lương. Và nếu tình trạng này kéo dài, tương lai của các startup như là đèn trao trước gió, vừa không có doanh thu mới, vừa bị bay sạch vốn tiền tiết kiệm. Tuy nhiên, đến ngày 13 tháng 3, tin tức cứu trợ được tung ra đã khiến các chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng, riêng Dow Jones Future tăng trên dưới 300 điểm. Tuy nhiên, đây có phải là cú ngáp trước khi tắt thở hay không? Thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Hiện tại thì đang có hai luồng ý kiến khác nhau về sự việc này. Thứ nhất là chính phủ Mỹ đã có kinh nghiệm sau cuộc khủng hoảng 2008, mọi thứ sẽ được xử lý êm đẹp. Hơn nữa, quy mô của SVB nhỏ hơn rất nhiều so với Lehman Brothers. Việc lo ngại về một cú sụp đổ có vẻ như là quá bi quan rồi. Thứ hai, ở chiều hướng ngược lại thì nhiều người tin rằng SVB là khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng. Đây chính là cánh chim báo bão. Đầu tiên thì không cuộc khủng hoảng nào có diễn biến hoặc là bản chất giống y hệt cuộc khủng hoảng trước đó. Cùng là sụp đổ ngân hàng, nhưng năm 2008 là do định giá tài sản quá cao. Còn hiện tại, câu chuyện liên quan đến trái phiếu và lãi suất tăng quá nhanh như mình đã phân tích ở trên. Vì vậy, nói là chính phủ đã có kinh nghiệm để ứng phó. Hồng Mê ơi, có gì đó sai sai. Bong bóng bất động sản những năm 2010, người ta cũng nói là sau đó đã có bài học rồi, nó sẽ không xảy ra nữa đâu. Ok, vậy thực tế hiện tại thì sao? Sau khi đạt đỉnh, bất động sản lại đang thở oxy và kêu cứu. Thứ hai, đúng là còn quá sớm để khẳng định SVB có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như Lehman Brothers hay không. Thế nhưng, ngân hàng phá sản ý, rõ ràng là một sự kiện mà chúng ta phải cực kỳ lưu tâm. Nó có thể là cái mụn nhỏ báo hiệu về một khối u lớn trong nền kinh tế. Nên nhớ, trước khi Lehman Brothers sụp đổ, đã có hàng chục tổ chức tài chính và ngân hàng nhỏ phải vĩnh biệt cụ. Ví dụ như là Bear Stearns, IndyMac hay là AIG. Rất nhiều phát súng cảnh báo đã được nổ ra, nhưng người ta vẫn chủ quan phớt lờ và tin tưởng rằng chính phủ lần này sẽ giải quyết êm đẹp thôi. Ok, SVB có thể không phải là Lehman Brothers, nhưng đừng loại trừ trường hợp nó là những phát súng cảnh báo. Ngay sau đó, chúng ta đón nhận thêm một tín hiệu nữa. Signature Bank cũng đã ngã ngựa, chính thức gia nhập hội những ngân hàng phá sản.
FDIC cảnh báo rằng các ngân hàng Mỹ đang phải gánh khoản lỗ trái phiếu lên đến 620 tỷ đô, khoản tiền đủ lớn để gây ra cơn hoảng loạn nếu như các ngân hàng rơi vào tình trạng giống như SVB. Khi mà mọi người mất niềm tin và lo sợ rằng ngân hàng cạn thanh khoản, cơn ác mộng rút tiền ồ ạt sẽ diễn ra. Thứ ba, vụ SVB sẽ tạo nên hệ lụy lớn trong xã hội Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác. Đa số tiền gửi ở SVB là của những tech startup giàu có. Fed đã nói rằng họ sẽ cứu SVB mà không cần phải in thêm tiền. Chưa kể đến tính chính xác của phát biểu này, bởi vì không in thì lấy tiền đâu ra ta. Nhưng mà cứu SVB chẳng khác nào dùng thuế của dân để cứu người giàu. Điều này sẽ tạo nên tiền lệ xấu và gây ra bất bình trong xã hội. Chưa kể đến Fed cứu SVB chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời mà thôi. Căn bệnh của nền kinh tế thì rõ ràng là vẫn còn đó. Vấn đề quan trọng mà chúng ta cần nhớ là lãi suất hiện tại đang tăng cao và tăng rất nhanh. Nó sẽ có tác động khủng khiếp đến hệ thống ngân hàng Mỹ và cả thế giới. Lúc đó thì Fed có cứu nổi hay không? Vì vậy, vẫn còn quá sớm để hy vọng vào một kịch bản lạc quan. Trước khi SVB sụp đổ, các giám đốc điều hành của họ đã bán rất nhiều cổ phần nha. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, CMO bán 25%. Vào ngày 5 tháng 2, luật sư trưởng bán 19%. Đến ngày 27 tháng 2 thì như thần giao cách cảng, CEO bán 11% và CFO bán 32%. Có lẽ là họ đều đã kiểu tiên tri được trước về cú sụp đổ và thu dọn hành lý cho mình từ rất sớm, để lại thiệt hại cho các nhà đầu tư. Dù vậy, trước khi phá sản một tuần, CEO của SVB vẫn ngồi trên một chiếc ghế đỏ trong một hội nghị và phát biểu rằng: "Chúng tôi tự hào là một đối tác tài chính tốt nhất của mọi người." Một ngày sau, công ty của ông được vinh danh là ngân hàng của năm, khiến cho các cổ đông khác lâng lâng sung sướng và trở tay không kịp. Còn đối với người dân, họ đã nhận ra tiền trong tài khoản ngân hàng của mình nhưng mà chưa chắc đã thuộc với mình đâu. Hệ thống tài chính và ngân hàng truyền thống đang bộc lộ những lỗ hổng. Đầu tiên, phải kể đến rủi ro tín dụng. Ngân hàng nhận tiền gửi của khách hàng rồi cầm đi đầu tư hoặc là cho đối tượng khác vay. Rủi ro là khi người vay không thể trả nợ hoặc là giá trị tài sản thế chấp không tương xứng với khoản vay. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến các ngân hàng phá sản và gây ra những thảm kịch trong quá khứ. Từ khủng hoảng 2008 hay là khủng hoảng châu Á năm 1997, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thứ hai, đó là thiếu tính minh bạch, một hạn chế phải nói là cực kỳ lớn. Các thông tin về hoạt động tài chính của ngân hàng có thể không được công bố một cách minh bạch và rõ ràng. Thậm chí là họ có thể sử dụng các thông tin dễ gây ra hiểu lầm hoặc là sai lệch để qua mắt khách hàng. Điều này gây ra rủi ro. Một khi đã gửi tiền vào thì chúng ta bắt buộc phải kiểu đặt niềm tin cho ngân hàng, chả còn cách nào khác. Rõ ràng là tiền của chúng ta thật, nhưng mà ngân hàng lại có thể khóa này, đóng băng tài khoản. Khi mà đến ngân hàng lấy tiền thì chúng ta lại phải xin: "Chị ơi, cho em xin rút tiền." Dù phải đánh đổi nhiều như vậy, nhưng ngân hàng có thực sự an toàn như kỳ vọng của chúng ta hay không? Câu trả lời đến thời điểm hiện tại có lẽ là chưa chắc đâu. Chắc là không giảm đâu. Trước vụ SVB của Mỹ thì Việt Nam cũng có một ngân hàng cùng cha khác ông nội, đó là SCB. Mặc dù chưa đến mức phá sản, nhưng vụ lùm xùm của SCB cũng khiến nhiều người đứng ngồi không yên. Vậy chúng ta nên làm gì để chưa cho bản thân một đường lui trong những cú thiên nga đen của thị trường như thế này? Nhất là khi tình hình đang có mùi khét như vậy. Các ngân hàng tại Việt Nam được đánh giá là khá an toàn. Mình cũng đã có một video phân tích về chủ đề này, bạn có thể xem thêm ở đây nhé. Tuy nhiên, hiện tại hạn mức bảo hiểm tiền gửi đang có hiệu lực ở Việt Nam là 125 triệu đồng. Như vậy, nên gửi tiền ở những ngân hàng uy tín top đầu để giảm thiểu tối đa rủi ro. Gửi ở Big Four như là Agribank, Vietcombank, BIDV hay là Vietinbank, lãi suất có thể thấp hơn một chút nhưng vẫn là an toàn nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam. Nhìn lại cuộc khủng hoảng 2008, vào tháng 9, tức là thời điểm gã khổng lồ Lehman Brothers sụp đổ, giá vàng là 860 đô trên một ounce. Sau đó dòng tiền đã đổ sang kênh trú ẩn an toàn, giá vàng tăng liên tục đến tận năm 2012 và đạt đỉnh 1.800 đô trên một ounce, tức là gấp đến hơn 2 lần. Vì vậy, chúng ta có thể cân nhắc kênh trú ẩn an toàn này. Nếu như mọi người theo dõi video của 5 phút crypto thì kênh luôn khẳng định rằng đây là thời điểm khó khăn của nền kinh tế.
Vụ SVB chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Nền kinh tế đã rơi vào khó khăn kể từ năm 2022, không phải đến tận bây giờ. Suốt giai đoạn 2020-2021, các chính phủ đã in ra một lượng tiền khổng lồ. Riêng ở Mỹ thì 80% số đồng đô la được in ra ở giai đoạn này. Đấy, các cụ dạy cấm có sai. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Bây giờ đến giai đoạn thắt chặt tiền tệ, nâng lãi suất để kéo dòng tiền về. Fed và chính quyền Mỹ nói rằng họ bất ngờ trước cú sụp đổ của SVB. Mình lại tin vào Fed quá cơ. Như cái đợt đầu năm 2022 ấy, họ nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không tăng lãi suất. Bởi vì đã có kế hoạch cho giai đoạn này nên mình không hề bất ngờ nếu một tổ chức tín dụng nào đó phá sản. Thậm chí giai đoạn khó khăn vẫn còn đang ở phía trước cơ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội bắt đáy tài sản giá rẻ. Mưa nào mà hắm tạnh. Nền kinh tế nào mà không đến lúc phục hồi. Các chu kỳ lên xuống đó cứ lặp đi lặp lại từ 5 cho tới 10 năm. Đây là lúc để chúng ta hành động. Quay trở lại với những hạn chế của hệ thống tài chính truyền thống. Hiện tại, các ngân hàng lưu trữ thông tin qua giấy tờ hay là mạng nội bộ, Internet. Đáng nói là thông tin ở đây đều có thể sửa đổi và kiểm soát theo ý muốn của con người. Tương lai, chúng ta cần một nơi lưu trữ thông tin minh bạch, không bị thay đổi, không được kiểm soát bởi một bên thứ ba. Sẽ thật tuyệt vời nếu tự mình lưu trữ tài sản và có thể trực tiếp chuyển cho người khác mà không phải thông qua ngân hàng. Hoặc là sẽ không còn tình trạng xếp hàng để xin được trả tiền nữa. Trên mạng lưới blockchain, điều đó đang dần xảy ra. Những dự án scam lừa đảo là có nha, nhưng mà nó không đại diện cho blockchain. Blockchain là công nghệ sẽ thay đổi tương lai. Bản thân mình và team rất tin tưởng vào điều đó. Có nhiều người kiểu ném đá, nhưng mà hầu hết trong số họ lại chưa tìm hiểu về công nghệ blockchain đâu. Internet đã thay đổi thế giới. Dù trước đó người ta cũng cho rằng nó thật là điên rồ, nhưng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. Mọi thứ cũng sẽ vận hành để tốt lên. Để blockchain thực sự đi vào cuộc sống thì có thể sẽ mất 10 năm, 20 năm, thậm chí là hơn cơ. Không phải là những dự án bánh vẽ chộp giật như hiện tại đâu nhé. Bạn nghĩ sao nếu chúng ta bỏ phiếu qua blockchain, không ai có thể gian lận được kết quả đó? Bạn nghĩ sao nếu chúng ta thực sự có quyền định đoạt đồng tiền của mình thay vì bị các chính phủ và ngân hàng kiểm soát? Vụ SVB toang đã phản ánh sức khỏe của nền kinh tế. Sắp tới chắc chắn sẽ còn nhiều sự kiện căng thẳng khác. Chúng ta vẫn đang ở trong cơn bão khó khăn, nhưng cũng là cơ hội 10 năm có một để mua bất động sản, chứng khoán hay là crypto giá rẻ. Cuối cùng, hãy comment những câu hỏi của bạn vì mình chắc chắn sẽ quay trở lại trong các video tiếp theo. Đừng quên những ưu đãi và group trading ở phần bình luận nhé. Chúc bạn có một đời sống tài chính bình an. Xin chào!